thầy. Vừa rồi mình đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu. Mình sẽ làm một món ăn đậm chất quê hương mình, chính là món chả lá lốt các bạn ạ. Chả lá lốt. Bây giờ các bạn cùng mình đi thực hiện nhé. Để chuẩn bị làm món chả lá lốt này, nguyên liệu chúng ta gồm có lá lốt, và không thể thiếu chính là thịt. Mình đã băm sẵn trước rồi, băm nhỏ rồi. Tiếp theo đó cũng có thể thiếu trứng, và mình cũng thái ít hành tươi. Và lá lốt thì mình cũng băm nhỏ ra để tí mình sẽ tẩm ướp với thịt. Đầu tiên mình sẽ trộn hành với, đây là lá lốt mình băm nhỏ rồi nhé các bạn. Mình sẽ trộn vào với thịt như thế này. Mình sẽ trộn hai cái này vào nhau. Sau đó mình sẽ cho một ít hạt lêm, một ít muối. Và tiếp theo đó mình sẽ cho một ít nước mắm. Sau đó mình sẽ đập trứng vào các bạn nhé. Mình đã cho hết vào nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều lên nhé các bạn. Chúng ta trộn đều cho nướng gia vị. Mình đã trộn đều hết gia vị với nhau rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ mang đi gói nhá. Ở đây mình sẽ dùng cái thìa này để mình xúc gia vị và mình quấn cái lá lốt này để cho nó được đều hơn. Mình sẽ lấy một lá. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Mình sẽ cắt cái đầu của cuống này đi để chúng ta gói cho nó mềm hơn. Đấy. Mình sẽ giả ra cái đĩa này. Và xong rồi mình sẽ lấy thìa, mình xúc thịt ra. Mình ước lượng sao cho vừa với cái lá này nhé các bạn nhé. Như đây mình ước lượng như này là vừa. Bây giờ mình sẽ cuốn như này. Mình gói như này nhé các bạn. Chúng ta cuốn như này nhé các bạn. Thế là xong, mình đã làm xong một cái. Mình sẽ làm cái tiếp theo. Mình sẽ làm cái tiếp theo các bạn. Các bạn ước lượng là sao lượng thịt nó vừa đủ để gói với chiếc lá mà mình định gói nhá. Đó, các bạn cuốn như này. Đó, các bạn gói như này nhá. Thế là xong. Mình đã hoàn thành xong cái thứ hai, giờ mình sẽ gói cái thứ ba. Mình đã gói xong chỗ thịt này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang công đoạn đi mang đi chiên nhé các bạn nhé. Ok, thế là mình vừa hoàn thành xong công đoạn gói rồi. Bây giờ chúng ta mang đi chiên nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mang đi chiên. Chờ đợi dầu sôi, mình sẽ ra trang trí đĩa để tí nữa mình sẽ gấp lá lốt chín mình bày ra đĩa nhé các bạn. Đây mình sẽ bày ra một đĩa này và mình sẽ cho xếp lá lên trên nha các bạn. Mình sẽ xếp lá lên trên. Mình sẽ bày sạch cái lốt đi. Đó, mình xếp này. Mình
Mình sẽ xếp như này các bạn. Tí mình sẽ đặt là chả là lốt chín rồi, sẽ bày ra đĩa như này. Đây mình đã xếp cái đĩa này vào đây rồi. Đĩa mình sẽ bắp chả chín vào cái đĩa này. Nhìn qua mắt các bạn. Dầu đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ gắp chả vào để chiên nhé các bạn. Đây, mình sẽ gắp như là các bạn nếu cẩn thận không thì sẽ bị bung cái lá ra nhé. Mình sẽ gắp đũa như này nhé. Mình cho vào. Các bạn lưu ý phải cẩn thận nhé, không bị bung cái lá này ra nhé. Mình cho xuống như này xong mình lật luôn nhé, không là sẽ bị cháy. Với số lượng chả nó cuốn ở đây thì các bạn chia là hai mẻ cho mình nhé, tại vì mình thấy một mẻ thì sẽ không hết được. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình. Chúng ta bớt dầu xuống. Đây đã làm rồi. Rau mình đã chín mẻ rồi nhất rồi, bây giờ mình sẽ cho nước chả vào. Wow, các bạn ơi, mùi chả rất thơm đã bốc lên rồi các bạn. Thế là mình đã hoàn thành xong món chả lá lốt rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Quá hấp dẫn đúng không các bạn? Thực sự rất là thơm các bạn. Các bạn nhìn thấy có ngọc thấy khói không? Bây giờ mình sẽ mời các bạn thưởng thức cùng mình nhé. Bây giờ mình sẽ thưởng thức miếng đầu tiên. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn là một món ăn đặc sản quê hương mình khá phổ biến, chính là món chả lá lốt. Nếu mà các bạn thấy video mình hay